Hello cả nhà, hello, welcome back những phần cuộc sống Mỹ. Gần đây, làng quyền ảnh thế giới đã bị chấn động bởi một quyết định gây tranh cãi. Hiệp hội quyền ảnh quốc tế, IBA, trong một diễn biến bất ngờ, đã tuyên bố hai nữ võ sĩ là nam. Quyết định này dựa trên kết quả kiểm tra giới tính, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và tranh luận trên toàn cầu. Hai vận động viên được nhắc đến, Imane Khelif của Pháp và Lin Yuting của Đài Loan, đã bị loại khỏi Thế vận hội Paris sắp tới. Quyết định này đã khiến sự nghiệp của họ rơi vào hỗn loạn và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về quy trình kiểm tra của IBA cũng như bản chất của việc xác minh giới tính trong thể thao. Thông báo này gây sốc cho nhiều người. Khelif, một ngôi sao đang lên trong làng quyền ảnh thế giới, được coi là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương của Pháp. Lin, một đối thủ dày dặn kinh nghiệm với nhiều giải thưởng quốc tế, cũng bị suy sụp bởi tin tức này. Cả hai vận động viên đều kịch liệt phủ nhận kết quả của IBA, khẳng định bản dạng là nữ và thể hiện cam kết thi đấu công bằng. Việc thiếu minh bạch xung quanh quy trình kiểm tra càng khiến cho cuộc tranh cãi thêm gay gắt. IBA, trong một cuộc họp báo được sắp xếp vội vàng, đã cố gắng giải quyết những lời chỉ trích ngày càng tăng. Umar Kremlev, chủ tịch của Hiệp hội, phát biểu từ xa từ Nga, đã bảo vệ quyết định này. Ông viện dẫn mức testosterone cao ở cả hai vận động viên là cơ sở cho việc họ bị loại. Tuy nhiên, ông không đưa ra được bằng chứng cụ thể hoặc giải thích chi tiết về phương pháp kiểm tra. Cuộc họp báo bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật và những câu trả lời lăng tránh đã không thể dập tắt làn sóng giận dữ và hoang mang ngày càng tăng. Cách xử lý tình huống của IBA đã vấp phải sự lên án rộng rãi. Các nhà phê bình cho rằng quyết định này thiếu minh bạch và dựa trên các quy trình kiểm tra lỗi thời và có khả năng gây phân biệt đối xử. Các vận động viên bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc tranh cãi này giờ đây phải đối mặt với một tương lai bất định. Giấc mơ Olympic của họ tan vỡ, giờ đây họ phải vật lộn với những ảnh hưởng lâu dài của quyết định này đối với sự nghiệp và danh tiếng của mình. Imane Khelif, một đại diện đầy tự hào của nước Pháp, đã đạt mục tiêu giành vinh quang tại Olympic. Xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cô đã vươn lên từ hàng ngũ của môn quyền anh nữ với lòng can đảm và quyết tâm. Những cú đấm mạnh mẽ và khả năng chiến lược của cô đã khiến cô trở thành một đối thủ đáng gờm trên võ đài. Tuy nhiên, hành trình của cô đã có một bước ngoặt bất ngờ khi thông báo của IBA phủ bóng đen lên thành công mà cô đã khó khăn giành được. Lin Yuting, một cựu binh của môn thể thao này, đã ghi danh mình vào lịch sử quyền ảnh của Đài Loan. Nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và khả năng chiến thuật tuyệt vời, cô đã liên tục chứng tỏ bản lĩnh của mình tại các giải đấu quốc tế. Sự cống hiến cho nghề nghiệp và tinh thần kiên cường của cô đã khiến cô trở thành nguồn cảm hứng cho các vận động viên trẻ tuổi ở quê nhà. Tuy nhiên, quyết định của IBA đã giáng một đòn mạnh vào khát vọng Olympic của cô. Chúng tôi khẳng định mình vô tội, khẳng định bản dạng là phụ nữ và hoàn toàn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Không thể phủ nhận tác động về mặt tinh thần đối với chúng tôi. Nhiều năm luyện tập, hy sinh và cống hiến hết mình đã bị lũ mờ bởi đám mây nghi ngờ và ngờ vực. Việc thiếu minh bạch xung quanh quy trình kiểm tra càng khuếch đại nỗi đau khổ của họ. Các vận động viên cùng với cộng đồng thể thao toàn cầu yêu cầu câu trả lời rõ ràng và một cái phiên điều trần công bằng. Câu chuyện của họ được đánh dấu bằng khả năng phục hồi và quyết tâm mãnh liệt để giành lại câu chuyện của mình đã gây tiếng vang vượt xa võ đài. Cuộc chiến có vẻ như mới chỉ bắt đầu. Quyết định loại Khelif và Lin của IBA dựa trên kết quả kiểm tra xác minh giới tính. Các bài kiểm tra này được thiết kế để xác định tư cách tham gia thi đấu của vận động viên trong một hạng mục giới tính cụ thể, từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong thế giới thể thao. Tuy nhiên, khoa học đằng sau những bài kiểm tra này không hề đơn giản hay thuyết phục. Các bài kiểm tra xác minh giới tính truyền thống thường tập trung vào nồng độ testosterone, một loại hormone có ở cả nam và nữ, mặc dù với số lượng khác nhau. Mặc dù testosterone đóng một vai trò trong khối lượng và sức mạnh cơ bắp, nhưng nó chỉ là một phần của bức tranh sinh học phức tạp. Các chuyên gia cho rằng chỉ dựa vào nồng độ testosterone để xác định giới tính của vận động viên là quá đơn giản và không tính đến những biến thể tự nhiên tồn tại trong quần thể loài người. Hơn nữa, các yếu tố như di truyền, tình trạng bệnh lý và thậm chí cả thuốc men có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone của một cá nhân.
việc giảm giới tính thành một phép đo hormone duy nhất là bỏ qua sự tương tác phức tạp của hormone, nhiễm sắc thể và đặc điểm thể chất góp phần vào giới tính và bản dạng giới của một cá nhân. Việc thiếu minh bạch xung quanh phương pháp kiểm tra của IBA làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng. Các xét nghiệm cụ thể được sử dụng, ngưỡng được sử dụng và biên độ sai số tiềm ẩn vẫn được giữ bí mật. Việc thiếu rõ ràng này khiến cho việc đánh giá tính hợp lệ và độ tin cậy của kết quả là không thể, càng làm dấy lên những cái lời cáo buộc về sự không công bằng và độc đoán. Cộng đồng khoa học cùng với các vận động viên và các cơ quan thể thao trên toàn thế giới đang yêu cầu sự minh bạch hơn và cách tiếp cận sắc thái hơn đối với việc xác minh giới tính trong thể thao. Quyết định loại Khelif và Lin của IBA đã châm ngòi cho một làn sóng phản ứng dữ dội từ khắp nơi trên thế giới. Các vận động viên, tổ chức thể thao, nhóm nhân quyền và công chúng đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ và lên án, chỉ trích quyết định này là phân biệt đối xử phi khoa học và cực kỳ bất công. Ủy ban Olympic Quốc tế, trong khi thừa nhận quyền tự chủ của IBA trong việc quản lý các vấn đề của mình, đã bày tỏ lo ngại về cách xử lý tình huống. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét lại các hướng dẫn của riêng mình về tư cách liên quan đến giới tính, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự công bằng, tính bao hàm và tôn trọng quyền của vận động viên. Cơ quan thể thao quốc gia của Algeria và Đài Loan, quê hương của Khelif và Lin, đã sát cánh cùng các vận động viên của họ. Chúng tôi lên án quyết định của IBA, cam kết ủng hộ hết mình và thề sẽ khám phá mọi con đường pháp lý để thách thức việc loại bỏ này. Các tổ chức nhân quyền cũng đã tham gia vào dàn đồng ca chỉ trích, gán cho hành động của IBA là phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền cơ bản. Họ lập luận rằng những quyết định tùy tiện như vậy, dựa trên khoa học sai lệch và quy trình mờ ám, sẽ duy trì những định kiến có hại và làm suy yếu phẩm giá và quyền tự chủ của các vận động viên. Sự phẫn nộ của công chúng được khuếch đại thông qua mạng xã hội và các hãng tin truyền thống, phản ánh nhận thức ngày càng tăng về sự phức tạp xung quanh bản dạng giới và nhu cầu về các hoạt động hòa nhập và công bằng hơn trong thể thao. IBA phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều phía, hiện đang bị giám sát chặt chẽ với những lời kêu gọi cải cách và trách nhiệm giải trình ngày càng lớn hơn. Cuộc tranh cãi xung quanh Khelif và Lin làm nổi bật một vấn đề lâu dài và gây tranh cãi trong thế giới thể thao, kiểm tra xác minh giới tính. Thực tế này được thiết kế để đảm bảo một sân chơi bình đẳng bằng cách phân chia các vận động viên thành các loại giới tính riêng biệt, đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi mới hình thành. Các nhà phê bình cho rằng những bài kiểm tra này thường bắt nguồn từ hiểu biết khoa học lỗi thời, dựa trên ngưỡng tùy ý và không tính đến sự đa dạng tự nhiên của sinh học con người. Trong lịch sử, các bài kiểm tra xác minh giới tính đã nhắm mục tiêu không cân xứng vào phụ nữ, đặc biệt là các vận động viên da màu từ nam bán cầu. Những vận động viên này thường phải chịu các thủ tục xâm lấn và sỉ nhục, đã bị nghi ngờ về giới tính và thành tích của họ bị hạ thấp dựa trên khoa học sai lệch và những định kiến thành kiến. Việc ngày càng công nhận giới tính là một phố thay vì là nhị nguyên càng làm phức tạp thêm vấn đề. Các vận động viên chuyển giới và liên giới tính, những người có bản dạng giới có thể không phù hợp với quan niệm truyền thống về nam và nữ, thường phải đối mặt với những rào cản đáng kể trong việc tham gia và được chấp nhận trong thể thao. Hệ thống hiện tại với sự phân loại nhị phân cùng nhắc không thể đáp ứng cái sự đa dạng về trải nghiệm và bản dạng của con người. Cuộc tranh luận xung quanh việc kiểm tra giới tính trong thể thao phản ánh sự thay đổi rộng rãi hơn của xã hội theo hướng hòa nhập hơn và tôn trọng sự đa dạng giỏi. Nhiều người ủng hộ việc loại bỏ theo việc kiểm tra sinh học mà mang tính xâm lấn và thường không đáng tin cậy. Thay vào đó, họ đề xuất một cách tiếp cận toàn diện hơn, ưu tiên giới tính tự xác định của vận động viên, đồng thời giải quyết những lo ngại chính đáng về sự công bằng trong thi đấu thông qua các phương pháp sắc thái và dựa trên bằng chứng hơn. Nhiều người cho rằng tương lai của thể thao phụ thuộc vào việc tạo ra một môi trường hòa nhập và công bằng hơn, tôn vinh sự đa dạng về tiềm năng của con người, bất kể giới tính. IBA phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích và kêu gọi cải cách đang đứng trước ngã ba đường. Cách xử lý vụ việc Khelif và Lin của tổ chức này đã tạo ra một bóng đen dài, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về cam kết của tổ chức này đối với sự công bằng, minh bạch và phúc lợi của các vận động viên.
áp lực thay đổi đang gia tăng. Các cơ quan thể thao, vận động viên và những người ủng hộ nhân quyền đang yêu cầu đại tử hoàn toàn các chính sách xác minh giới tính của IBA. Họ kêu gọi từ bỏ các hoạt động lỗi thời và có khả năng phân biệt đối xử theo hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng và bao trùm hơn, tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả các vận động viên. Nhiều người cho rằng tương lai của IBA phụ thuộc vào việc tổ chức này sẵn sàng thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, nắm bắt những tiến bộ khoa học và ưu tiên phúc lợi và đối xử công bằng với các vận động viên. Cuộc tranh cãi hiện tại, mặc dù gây tổn hại sâu sắc, nhưng lại là cơ hội để tổ chức này đánh giá lại các hoạt động của mình và trở thành người dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự hòa nhập và công bằng trong thể thao. Tuy nhiên, cuộc chiến cho sự công bằng trong thể thao vượt xa IBA. Nó đòi hỏi nỗ lực chung của các cái tổ chức thể thao, vận động viên, nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách để tạo ra một cái môi trường công bằng và bao trùm hơn cho tất cả mọi người. Tiếng nói của Khalid và Lin cùng với vô số người khác đã bị gạt ra ngoài lễ và bịt miệng là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng việc theo đuổi sự xuất sắc trong thể thao không bao giờ được đánh đổi bằng phẩm giá và sự tôn trọng của con người. Hành trình hướng tới một thế giới thể thao công bằng và bao trùm hơn đang diễn ra và cuộc chiến cho sự công bằng vẫn tiếp tục.